Chào các bạn đã đến với bản tin COVID Tiền Giang hôm nay. Thông tin cập nhật từ 17 giờ ngày 3 tháng 1 đến 17 giờ ngày 4 tháng 1 năm 2022. Theo thông tin từ Sở Y tế tỉnh Tiền Giang, trong 24 giờ qua, trên địa bàn tỉnh Tiền Giang ghi nhận 85 ca mắc COVID-19 mới, tăng 27 ca so với ngày 3 tháng 1. Nâng số ca mắc COVID-19 tỉnh Tiền Giang lên 34.172 ca. Về công tác điều trị, trong ngày đã có 189 bệnh nhân được điều trị khỏi, chiếm tỷ lệ 76,5%. Nâng số ca điều trị khỏi của tỉnh Tiền Giang lên 26.158 ca. Trong ngày hôm nay cũng có 10 ca tử vong, nâng số ca tử vong toàn tỉnh Tiền Giang đến nay lên 972 ca. Hôm nay, 5 trên 11 địa phương của tỉnh Tiền Giang ghi nhận F0 mới trong ngày là thành phố Mỹ Tho 40 ca, trong đó 8 ca ngoài cộng đồng, 32 ca trong khu cách ly và 2 ca tử vong ở phường 8 và phường 10. Chi tiết các ca mắc COVID-19 trong ngày của thành phố như sau. Phường 4 3 ca, trong đó có 1 ca ngoài cộng đồng ở khu phố 11 đường Lê Thị Hồng Gấm. Phường 5 có 2 ca, trong đó có 1 ca ngoài cộng đồng ở khu phố 10 đường Đoàn Thị Nghiệp. Phường 6 có 6 ca, trong đó có 1 ca ngoài cộng đồng ở đường Nguyễn Công Bình. Xã Trung An có 5 ca ngoài cộng đồng ở ấp Bình Tạo A 2 ca, ấp 1 1 ca, tổ 8 ấp 4 1 ca và ấp chợ 1 ca. Xã Tân Mỹ Chánh có 24 ca trong khu cách ly. Thị xã Cai Lậy hôm nay ghi nhận 2 ca mắc COVID-19 mới trong khu cách ly ở phường 1 1 ca, phường 4 1 ca và có 1 ca tử vong ở phường 1. Huyện Cai Lậy hôm nay không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới nhưng có 2 ca tử vong ở xã Bình Phú 1 ca, xã Phú Nhuận 1 ca. Huyện Châu Thành hôm nay ghi nhận 24 ca mắc COVID-19 mới trong khu cách ly, trong đó xã Bình Đức 2 ca, xã Dưỡng Điềm 1 ca, xã Nhị Bình 3 ca, xã Tam Hiệp 2 ca, xã Thân Cửu Nghĩa 2 ca, xã Tân Hương 4 ca, xã Tân Lý Tây 2 ca, xã Điềm Hy 1 ca, thị trấn Tân Hiệp 5 ca và xã Tân Lý Đông 2 ca. Huyện Chợ Gạo hôm nay không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới nhưng có 1 ca tử vong ở xã Xuân Đông. Thị xã Gò Công hôm nay ghi nhận 13 ca mắc COVID-19 mới trong khu cách ly và có 2 ca tử vong ở xã Long Hòa, Bình Đông. Phường 2 có 1 ca, phường 3 có 4 ca, phường 4 1 ca, phường 5 1 ca, xã Bình Đông 1 ca, xã Bình Xuân 1 ca, xã Long Hưng 1 ca, xã Long Thuận 1 ca và xã Tân Trung 2 ca. Hôm nay, huyện Gò Công Đông ghi nhận 6 ca mắc COVID-19 mới, trong đó 1 ca ngoài cộng đồng và 5 ca trong khu cách ly. Xã Bình Nghị 1 ca, xã Phước Trung 2 ca, xã Tân Thành 1 ca, xã Kiển Phước 1 ca và xã Tân Phước 1 ca ngoài cộng đồng ở Trung tâm Y tế huyện Gò Công Đông. Huyện Gò Công Tây hôm nay không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới nhưng có 2 ca tử vong ở xã Yên Luông và Thạnh Trị. Như vậy, trong ngày hôm nay, tỉnh Tiền Giang ghi nhận 9 ca mắc COVID-19 ngoài cộng đồng, 76 ca mắc COVID-19 trong khu cách ly và qua test nhanh ghi nhận 1.421 ca dương tính. Chi tiết các ca test nhanh dương tính của các địa phương trong ngày như sau: thành phố Mỹ Tho 176 ca, huyện Châu Thành 564 ca, huyện Cái Bè 51 ca, thị xã Gò Công 63 ca, huyện Chợ Gạo 157 ca, thị xã Cai Lậy 151 ca, huyện Gò Công Đông 106 ca, huyện Cai Lậy 87 ca, huyện Tân Phước 59 ca và huyện Tân Phú Đông 7 ca. Tính từ 16 giờ ngày 3 tháng 1 đến 16 giờ ngày 4 tháng 1, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 14.861 ca nhiễm mới, trong đó có 32 ca nhập cảnh và 14.829 ca ghi nhận trong nước, giảm 1.087 ca so với ngày hôm qua. Tại 60 tỉnh thành phố có 10.864 ca trong cộng đồng. 10 tỉnh thành phố có ca mắc COVID-19 nhiều nhất trong ngày hôm nay là Hà Nội 2.499 ca, Tây Ninh 916 ca, Khánh Hòa 797 ca, Thành phố Hồ Chí Minh 664 ca, Bình Định 608 ca, Hải Phòng 602 ca, Bình Phước 593 ca, Cà Mau 450 ca, Vĩnh Long 431 ca và Bến Tre 420 ca. Theo ghi nhận của Bộ Y tế, đến nay tại Việt Nam đã ghi nhận 24 ca mắc COVID-19 mới do biến thể Omicron. Đều là các ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Hà Nội 1 ca, Quảng Nam 14 ca, Thành phố Hồ Chí Minh 5 ca, Hải Dương 1 ca, Hải Phòng 1 ca và Thanh Hóa 2 ca.
Bản tin COVID-19 tỉnh Tiền Giang hôm nay đến đây kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bản tin. Hẹn các bạn ở những bản tin sau. Thân ái, chào tạm biệt các bạn.